Kính chào quý vị và các bạn. Trong nông nghiệp, để cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, các yếu tố phân, thuốc, công chăm sóc và nhiều yếu tố khác nữa, trong đó nước tưới đóng vai trò quan trọng để cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Sau đây tôi xin trình bày 3 cách để tạo ra áp lực nước, hút nước xả tự động một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chúng ta cùng giao lưu với nhau. Thông thường thì ta hay lá bì một bóng cột một đầu ống tay, còn một đầu thì ta lấy nước chớ vào. Nhưng làm như vậy thì hút nó không chảy được nha các bạn. Mệt quá các bạn ơi. May mà có hai đường ống. Thêm hai đường ống nữa chắc cho tới sáng mai quá. Mình xin trình bày cách thứ nhất đạt lại hiệu quả cao nhất, nhanh nhất, tiết kiệm nhiều thời gian, đạt hiệu quả cao. Đó là mình đặt một cái máy ở cái ao phía dưới. Trong trường hợp mà ở phía dưới không có cái ao thì mình tận dụng một cái nguồn nước từ suối hoặc là chỗ nước nhỏ nào đó. Mình đặt một cái máy. Để khi mình quay cái máy thì mình bơm nước từ nguồn nước dưới lên cái nguồn nước phía trên theo cái đường ống tải này được kết nối tại mạch ruộng. Khi mình bơm nước xong, mình tắt máy, thả cơm ra thì nước sẽ chảy ngược trở lại. Cái đường ống này là từ máy nối vào đường ống từ nguồn xuống từ cái ao phía trên. Khi mình quay cái máy nổ lên thì cái dây mà nước từ máy nổ này mình có thể mình lấy mình đúc vào cái ống tay này. Ống tay này thì cái dẫn từ cái nguồn vào là cái ao phía trên xuống để mình xả ra ruộng đó các bạn. Chỗ đây mình có thể lấy một cái cùm mình cùm lại, còn không thì mình quấn vô thùng cũng được. Khi máy nổ bơm nước từ ao dưới lên ao trên
thì trong đường ống này nó tạo ra một cái áp suất, áp lực đòi đường ống. Và khi đã đòi đường ống rồi, mình tắt cái máy, mình tháo cái cùm chỗ này ra thì nước nó chảy ngược trở lại. Và trong đường ống này một cái áp lực nước rất là mạnh chảy xuống. Và cái cách này rất là nhanh các bạn, đạt hiệu quả rất cao so với các cách khác. Vừa cái mạch bình giữa đám ruộng này với cái mạch bình phía ao phía trên, thì đối với khi ta khi nhìn bình mạch thì ta không có phân biệt được, khó mà nhận ra được cái độ chênh lệch của ao trên và với mạch ruộng. Tại vì ao trên với mạch ruộng thì chênh lệch nhau rất là ít. Còn đối với những cái ao mà cao hơn rất nhiều thì trường hợp đó thì mình nhìn mình thấy rõ thì mình không nói. Chứ còn mực nước ao trên đó mình hút xa xuống ruộng này thì nó rất là thấp, nhưng mà nó vẫn có cái độ chênh lệch nha các bạn. Thì nó muốn ra được cái đầu nước mình vừa mới cột xong, nó phải thấp hơn mực nước cái nguồn vào thì nó mới ra nước được. Và mình có thể đo được cái mực bằng cái mực nước của cái ao với cái mạch bình của đám ruộng ngang nhau ở khoảng nào, vẫn có thể đo được. Các bạn xem giữa đám ruộng này với ao trên này rất là thấp, nó chênh lệch với nhau không có nhiều lắm. Nước này đang bơm vào ống, đang lên ao các bạn ơi. Giờ mình giờ lên thấy nó hơi bị nảnh cái ống này, biết là nước lên rồi. Đối với cái đầu ống nguồn vào cái ao phía trên này mình đặt sẵn ở dưới nước nên cái độ kín hơi của nó rất là kín. Khi mình tắt máy mình xả ra thì nước hút ngay tới khách. Nước đang lên tới ao này các bạn. Nước lên rồi tới ao rồi mình có thể xuống tắt máy được rồi ạ. Rất là nhanh. Đối với cách thứ hai này rất đạt hiệu quả. Thậm chí khi mà hút một nguồn nước ở phía trên rất là xa, thậm chí kết nối 2 ống tải, 3 ống tải, 4 tải rất xa, thì mình vận dụng lấy máy nổ bơm ngược trở lên, rồi tắt máy thả cơm ra, nước chảy ngược trở lại hút rất mạnh. Cái khoảng cách này xa bao nhiêu mình vẫn có thể áp dụng được các bạn. Mình cứ nấu đường ống tải vào và có nguồn nước phía dưới mình bơm lên nước nguồn nước phía trên thì sẽ được. Sau khi bơm nước lên mình tắt máy. Tiếp theo mình tháo cái chỗ nước, cái đầu ra, chỗ đám ruộng này. Từng hồi nãy mình cột lại rồi các bạn, bây giờ mình tháo mình rút ra. Nước chảy ngược ra. Nước từ cái ao trên phía
mình hút xuống nha các bạn. Vừa cấp thứ hai này thì rất đạt hiệu quả rất là nhanh các bạn, chỉ cần một cái quay máy thì nước hút ngay từ khách khi ta tắt máy và tháo cùm. Nhưng ta cũng nên kiểm tra cái đường ống mà từ cái nguồn nước vào phía trên tới cái đám ruộng phía dưới, cái đường ống mà mình đã hút nước đó các bạn, thì không được hớ nha các bạn. Tại vì khi mà cái đường ống mà bị hơ thì nó lọt gió vào và nó không có hút nước được. Chẳng hạn như chỗ này, chỗ này thì là một cái cung, nhưng mình sợ hơi gió, mình quấn thêm bì bấm bấm qua mình cột dây thun. Nếu như nó hơi gió chỗ này thì nó sẽ không ra nước ở chỗ cái đám ruộng, chỗ cái nguồn ra đó các bạn, nó sẽ mất nước ngay và nó hơ gió, nó mất cái áp lực của nước. Tại vì cái chỗ đang cột dây thun này thì nó cao hơn mực nước ở dưới cái ao phía trên cái nguồn vào, nó cao hơn nên thành ra nó mất nước. Bây giờ mình quay trở lại xem cái nguồn nước ra từ đám ruộng. Đối với cái ao phía trên này thì mình câu hai đường ống tay các bạn. Tại vì khi mình quay máy bơm lên thì cái lượng nước mà chỉ cần nửa quãng đường từ đám ruộng cho tới cái ao thì nó chảy được nha các bạn. Còn mà đòi hết cả hai đường ống tải thì rất là tốt. Nước chảy ra này các bạn, mình đưa nước chảy ra cái đầu ống tay này cho nó mạnh nha các bạn. Còn mình muốn ha cho nó chảy chậm lại thì mình câu nó vào cái ống mơm, ống mơm này câu mình xé ống mơm này thì nó chảy chậm hơn. Mình ghép cái cung vào đây là xong. Khi mình quay máy lên thì một cái lượng nước có một cái áp suất rất là lớn, nó tạo ra một cái áp lực để nó hút nước từ trên xuống dưới.